Ở video trước thì mình đã cùng các bạn mở hộp và lắp ráp chiếc xe đạp thông minh Xiaomi Quicycle. Hôm nay sẽ là video trải nghiệm thực tế. Về thiết kế tổng thể thì các bạn cũng đã thấy khá là rõ ở cái video lắp ráp trước đó rồi. Chiếc xe có thiết kế khá là nhỏ gọn với khung kim loại màu đen, nhìn khá là nguy hiểm. Chiếc xe Quicycle này còn có cả màu trắng hay là màu đỏ nữa, nhưng mà hai màu đó thì chưa được bán ra tại cái đợt mở hàng đầu tiên. Với thiết kế bẻ gập khá là thông minh, bạn có thể dễ dàng gập gọn và cất chiếc xe này vào cốp ô tô. Cùng điểm qua một số chi tiết, đầu tiên là phải kể đến phần tay lái. Ở phía tay lái bên trái này sẽ có một màn hình có kích thước 1.8 inch ở đây. Khu vực này thì hiển thị các thông số và các chức năng. Phần màn hình này thì nó không phải là cảm ứng mà là thao tác bằng hai cái phím điều hướng lên xuống ở đây. Và ngoài ra còn có một phím lựa chọn ở phía dưới này. Đồng thời cái phím lựa chọn này cũng là phím nguồn, bật tắt xe khi chúng ta giữ trong khoảng 3 giây. Rất tiếc là cái màn hình hiển thị toàn bằng tiếng Trung và không thể chuyển sang tiếng Anh. Ở đây thì hiển thị các trạng thái như là pin, quãng đường đã chạy vân vân. Và có một mục để kết nối với điện thoại thông minh thông qua Bluetooth, nhưng mà mình chẳng hiểu sao là xe cứ báo lỗi, không thể hiện lên cái mã QR code để mình pair vào điện thoại. Ở đây thì chúng ta còn có thể tùy chỉnh một số cài đặt khác như là điều chỉnh độ sáng màn hình rồi hay là thời gian sáng. Mình thì thích để cái màn hình này luôn luôn bật sáng để nhìn cái tốc độ, bởi vì cái màn hình này thì nó cũng không tốn pin cho lắm. Đây là màn hình hiển thị trong quá trình xe đang chạy, với cái thông số chữ lớn nhất ở đây là tốc độ km/h. Ở bên trong xe thì có cảm biến đo tốc độ. Và tiếp theo ở phía dưới này chúng ta có cái thông số watt, thì đây là cái công suất đạp trên dây, tạm hiểu là chiếc xe có cảm biến tự nhận lực từ pedal để biết được khi chúng ta đạp mạnh đạp nhẹ bao nhiêu. Cuối cùng là cái mục viết tắt của distance ở bên này, là khoảng cách mà chiếc xe đã di chuyển kể từ lần sạc đầy gần nhất. Phía góc màn hình bên trái là 4 mức lực điều chỉnh trợ lực, cao nhất là khoảng 23 km/h. Các mức lực thấp hơn thì trợ lực cũng sẽ giảm dần, và ở cái mức dưới cùng này thì gần như là tắt động cơ trợ lực đi, đạp chay hoàn toàn luôn. Từ màn hình điều khiển này thì chúng ta cũng có thể bật tắt được đèn cho xe bằng cách ấn giữ 3 giây vào các nút lên xuống. Ấn giữ vào cái nút đi lên này thì xe sẽ bật cả đèn trước và đèn sau. Ấn giữ vào nút đi xuống thì xe sẽ bật tắt đèn sau. Chúng ta cũng có thể tùy chỉnh là bật cả hai đèn hay là bật một đèn tùy thích. Đèn trước của xe thì rất là sáng, mình rất thích. Tầm chiếu của nó không cao nên là không gây chói mắt với người đi ngược chiều. Đèn sau thì đỏ lừ, nhìn khá là nguy hiểm và hiện đại. Tay lái bên phải của xe với hộp số điều khiển 3 cấp Nexus được nhập khẩu từ hãng Shimano. Đây cũng là một hãng sản xuất và cung cấp các linh kiện phụ kiện cho xe đạp nổi tiếng từ Nhật Bản. Hộp số này thì cũng khá là nhạy, chuyển cấp mượt mà cho chúng ta điều chỉnh thích ứng với các điều kiện đạp xe. Hai tay phanh của xe thì lại hơi ngược một chút so với xe đạp phổ thông. Đó là tay phải thì sẽ phanh bánh trước, còn tay trái thì sẽ phanh bánh sau. Và cả hai cái phanh này thì đều ở dạng phanh cơ và rất là nhạy. Khi mình đang đi nhanh, dừng xe đột ngột xe lật bánh drip đen cả đường luôn. Điều khiến mình thích trên tay lái của chiếc Quicycle này đó là hai tay cầm hai bên có phần báng tì cao su rất là thoải mái. Mình có thể dựa bàn tay vào đây để đỡ mỏi khi đang đạp. À, suýt quên, Quicycle có cái chuông bé tí hon nhưng mà kêu rất là to. Động cơ trợ lực được bố trí ở bánh trước của xe. Khi nào các bạn đạp xe thì cảm biến từ bàn đạp mới kích hoạt cái động cơ trợ lực này. Và động cơ này sử dụng motor 250W 36V, ở tốc độ tối đa thì có thể trợ lực cho chúng ta tầm 23 km/h. Bù trừ với lực ma sát giữa bánh với đường và trọng lực của đôi chân khi đạp xe thì mình nghĩ là gần như ở mức trợ lực cao nhất. Chân thả lỏng chỉ đạp với lực nhẹ nhất thì chiếc xe duy trì ở khoảng 20 km/h. Đó là gần như chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào trợ lực của xe. Càng đạp cao lên, tốc độ càng lớn thì chúng ta sẽ càng sử dụng nhiều hơn lực của chính chúng ta. Cái hay của xe đạp trợ lực đó là khi từ lúc đứng yên đến khoảng 20 km/h thì chúng ta sẽ không mất sức đạp để tăng tốc. Chỉ cần nhún chân một lần là xe sẽ phi vọt lên và đạt tốc độ gần tối đa luôn, thay vì chúng ta sẽ phải lấy đà để tạo ra tốc dần dần như là xe đạp truyền thống. Cái cảm giác khi chúng ta mới đạp tăng tốc lên nhanh rất là thích, nhưng mà khi đã duy trì ở một tốc độ tối đa ở một quãng đường rồi thì chúng ta sẽ dần dần thích nghi với cái trợ lực của xe và không còn có cảm giác là chúng ta đang được âm thầm trợ giúp bởi một động cơ ở bánh trước. Mình đã đạp thử quãng đường dài tới 30 km liên tục và không ngừng nghỉ mà không hề cảm thấy mất sức hay là mệt mỏi muốn dừng nghỉ chân một chút nào, mặc dù bản thân mình cũng rất là lười vận động. Pin của chiếc xe này có dung lượng là 5.800 mAh, được cấu tạo bởi 20 lõi pin cell 2.900 mAh, giống với lõi được dùng trên xe điện của Tesla. Mình đã trải nghiệm thực tế và chính xác là khoảng hơn 45 km là xe hết pin, giống như với công bố của Xiaomi. Mình nặng 77 kg, đạp xe ở tốc độ trung bình 20 km/h. Có cái lần đầu tiên sau khi mở hộp thì mình đạp một quãng đường dài là 28 km và thấy chỉ hết có 40% pin. Lúc đấy thì mình rất là bất ngờ bởi vì kết quả còn vượt qua cả cái thông số mà được công bố. Nhưng mà kể từ sau cái lần sạc đầy đầu tiên và sử dụng thì mới cho kết quả như là mình vừa mới kể ở trên. Sau khi tụt xuống còn 5% pin thì xe sẽ tắt động cơ trợ lực đi. Màn hình và đèn xe thì vẫn có thể bật được bình thường và tốn rất ít điện. Mình cũng đã kiểm nghiệm thời gian sạc và chính xác là 2 tiếng 50 phút là thời gian sạc đầy pin cho chiếc xe này. Rất nhanh so với quãng thời gian từ 6 tới 8 tiếng của xe đạp điện phổ thông. Nãy giờ thì mình toàn nói mặt tích cực thôi, và giờ sẽ là những điểm mà mình cảm thấy chưa hài lòng trên chiếc xe này. Đầu tiên phải kể đến tay lái. Khác với yên xe thì có thể tùy chỉnh cao thấp, tay lái của xe lại cố định ở một độ cao. Điều này khiến cho những người cao như mình cảm thấy khá là mỏi lưng khi phải cúi người xuống đạp một cách không được thoải mái.
Có lẽ vì thế mà Xiaomi sẽ khó có thể phân phối sản phẩm này sang các thị trường như là châu Mỹ, châu Âu hay là châu Phi. Thứ hai là yên xe quá nhỏ, mông mình thì lại to, đã ngồi không thoải mái rồi lại còn đau mông. Cái này thì có thể đổ lỗi cho người dùng được, nhưng mà cái điểm trừ thứ ba mới khó chấp nhận, đó là xe không hề có bất kỳ một hệ thống giảm sóc nào. Vâng, đã đau mông rồi đi đường sóc lại cực một cái thì không dễ chịu một chút nào cả. Nhìn chung thì xe này không phù hợp với mẫu người to cao như mình. Có một điểm trừ thứ tư nữa, đó là chiếc xe này không hề có chắn bùn. Điều này đồng nghĩa với việc là trời mưa thì xác định là ở nhà luôn, nếu không muốn bị nước bắn lên tận trên đầu và là một vệt đen dọc từ lưng xuống mông. Mình đã liều mình thử nghiệm đạp xe đi làm dưới trời mưa và kết quả là phải thay toàn bộ cả quần áo lẫn giặt ba lô khi mà mình vừa tới công ty. May thay là ở trên thân xe đã có sẵn hai lỗ để bắt vít, chúng ta có thể mua ngoài phụ kiện chắn bùn rồi lắp thêm vào. Khả năng là lắp chắn bùn vào thì sẽ ảnh hưởng tới khả năng gập gọn của xe nên là Xiaomi không cho sẵn chúng ta. Thứ năm, rất buồn cười là chiếc xe này không hề có chân chống. Mình không biết dựng chiếc xe này kiểu gì luôn. Chắc là ta cũng có thể mua ngoài lắp thêm vào, nhưng mà mình không biết là do tiếc chi phí sắt thép hay là để tiện đóng hộp gấp gọn mà Xiaomi không cho chúng ta thêm một cái thanh chân chống nhỏ để dựng xe. Điểm trừ nhỏ thứ 6 cũng là cuối cùng mà mình chưa kể đến ở cái video lắp ráp, đó là với cái cờ lê và thanh vặn lục giác có sẵn thì chúng ta không thể nào cố định được phần trục tay lái một cách cứng cáp cả. Mình phải sử dụng bộ tool của iFixit để vặn chặt cái ngàm ốc của cổ xe thì mới có thể lái được chắc chắn. Cũng may là chỉ cần vặn một lần đầu thôi. Vừa rồi là toàn bộ những chia sẻ của mình sau một vài ngày trải nghiệm. Mình nghĩ là cũng khá chi tiết để các bạn cảm nhận được. Chiếc xe có mức giá 13,8 triệu đồng tại hệ thống kinh doanh các sản phẩm Xiaomi Sách Tay, xiaomiviet.vn. Mặc dù mức giá chênh tới gần 4 triệu đồng so với ở bên Trung Quốc, nhưng mà có lẽ là cũng không quá đắt cho một chiếc xe thông minh, có thiết kế đẹp chắc chắn như thế này. Khó tránh khỏi một vài điểm trừ khiến cho chiếc xe không để trở nên hoàn hảo, nhưng mà với cá nhân mình thì thật sự khá thích chiếc xe này và sẽ muốn mua nếu như có tiền. Cái có tiền ở đây thì nó cũng xa vời lắm. Thế thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video khác trên VN Review Channel.